ngoài chưa? Ra ngoài lại đi, và cho 5 quả trứng cút nộn nữa. Hết trứng cút rồi, bây giờ đến trứng cút rồi, bây giờ ăn trứng vịt rồi. Ok. Bây giờ là đến lượt trứng vịt nộn của anh. Đi, cái hố đấy. Thôi ngồi vào đây, con ngồi ở hố đấy. Kéo ra vào hố nhà, con ngồi đây. Ngồi vào đây. Bây giờ bạn con xin sẽ ngồi đây để đợi anh ăn trứng vịt nộn nhé. Có. Ok. Ăn đi chơi rồi. Vậy bà cho hãy ăn đi ra để ăn trứng vịt nộn, nhưng mà bạn hãy ăn đi chơi thôi. Bây giờ đây là trứng của anh đã ra rồi nha. Ồ, có quá. Đây, bà con xin ăn trứng không? Đây, trứng của bố đây. Ôi, con tay bẩn con. Không được cầm tay nhá. Không được cầm tay, đây trứng bố ăn không? Ăn hai bố ăn cùng nhá. Bố sẽ cho bà con xin ăn cùng. Bà con xin ăn con nhá, còn bố ăn nồng đỏ nhá. Được. Không được cầm tay nhé, con cầm tay được ở đây. Rồi, đấy là con. Thôi, để yên, để đấy. Con nóng ấy con. Ăn được cả con à, phải chắn ra chứ. Quá. Để bố chắn ra, bố chắn, để bố chắn ra cho. Đấy, chắn nhỏ ra này à. Đấy, ăn từng miếng một. Đấy, ăn miếng này đi. Ăn miếng này trước. Không, ăn miếng miếng kia trước. Cho em muối vào nha. Để bố cắt. Để đây bố cắt đầu ra. Sẵn mãi mới được. Rồi, rồi, ăn đi. Cảm ơn đi. Rồi, ăn đi. Ngon. Ngon không? Đấy, bà con chị chiến đấu giỏi chưa? Mời quả trứng cút nha, bây giờ lại có ăn sang trứng vịt nộn đấy. Anh thì nồng đỏ rồi. Chưa được chín cho lắm. Hơi sống một chút. Sao vậy? To quá. Mình nhớ rồi cơ à. Ăn miếng bé lên trước. Miếng to quá để bố sắn ra. Ăn miếng bé đi, để bố sắn miếng to ra. Miếng đấy, miếng bên cạnh. Đấy, ăn đi. Ừ, đừng cầm tay, bẩn. Cứ ăn đi. Sâu vào ăn luôn. Được rồi, bước một. Đấy, ngon quá. Thì bà cô xin ăn ngon quá nên bố lại nhường cho bà cô xin ăn nốt quả trứng này nhé. Không phải xương đâu, cái đùi của nó đây. Đấy, cái đùi gà đấy. Cầm luôn cả đùi gà ăn luôn. Cầm đùi. Ô, có cái mặt này, cái mặt này, cái mặt này. Mặt này nắng. Rồi, để bố sẵn cho. Đây, bố tay ra. Rồi, nhút chưa. Rồi, ăn cả đùi gà luôn. Bao miếng này mình cứ cầu cho cháy muối nha. Bên mái trường, bên đường, thầy cô cho em mùa xuân. Đấy các em ơi, bà cô xì vợ đã ăn hết một quả trứng nộn rồi. Một quả và một quả trứng vịt nộn nữa, và bà cô xì vẫn cần ăn nên là anh sẽ nhường cho bà cô xì ăn nốt quả trứng vịt nộn này nhé. Rồi. Từ từ ăn nuốt ra, nuốt ra mới cho mồm chứ. Nói chưa, uống nước ngọt trước. Rồi, uống nước ngọt trước. Rồi. Nói chưa, rồi. Wow, vậy là bọn con xin đã chiến xong nước quả trứng vịt nộn rồi. Thôi bây giờ đi về nhá. Đứng đây, đi về thôi. Đi thôi, ra lấy xe đi. Xe đâu. Lấy xe mới về đi. Lau xe xuống. Bên được xe xuống không?
cố lên. Đấy, bạn muốn xì cả cho cửa xe trên vỉa hè xuống ấy. Cho xuống rồi mới đi nhá, cho xuống đi. Wow, vậy là bạn muốn xì đã cho xe xuống rồi. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị đi về thôi. Vậy là bạn muốn xì đã từ việc quán ăn và ta về rồi các em ạ. Đấy, trời cũng đã nhập tối rồi. Nhanh nhanh nào, nhanh nào. Lo bụng chưa, lo cái bụng chưa? Hả? Thôi, đi. Bà con Si đã nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi kìa. Đấy, nhưng mà hôm nay đi ăn thôi. Có một đồ chơi đấy nhá. Rồi, bây giờ xin chào các em nhá.